Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 và 79 năm ngày Quốc Oai giành chính quyền, 17 tháng 8 năm 1945, 17 tháng 8 năm 2024. Sáng ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng Hà Nội Niềm tin và Hy vọng, với sự tham gia của lực lượng diễn viên quần chúng đông nhất từ trước đến nay với gần 1.000 người. Liên hoan được truyền hình trực tiếp trên fanpage Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Phát biểu tại liên hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Nguyên Ưng cho biết, liên hoan nghệ thuật quần chúng trên địa bàn huyện là ngày hội quần chúng nhân dân đón chào kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô, là dịp để tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long Hà Nội, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô. Đồng thời cũng là dịp để các địa phương gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng diễn xuất, biểu diễn trên sân khấu, tạo cơ hội phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo nên các sản phẩm văn hóa mới, đa dạng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân. Liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Quốc Oai có sự tham gia của gần 1.000 diễn viên quần chúng đại diện cho 21 xã thị trấn với 40 tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ phong trào quần chúng cơ sở. Đây là liên hoan có số lượng diễn viên đông nhất từ trước đến nay. Họ là những hạt nhân văn nghệ quần chúng nòng cốt, những người yêu thích ca hát, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương. Mỗi người một ngành nghề, mỗi người một hoàn cảnh, bỏ lại sau lưng bộn bề, lo toan cuộc sống, họ bước lên sân khấu biểu diễn với tinh thần nhiệt huyết, đam mê, cháy bỏng dành cho nghệ thuật. Một số đơn vị đã tổ chức vòng sơ khảo ở địa phương, sau đó chọn ra đội thi đạt giải nhất tham gia liên hoan cấp huyện. Các tiết mục đặc sắc tham dự liên hoan đều được lựa chọn từ phong trào quần chúng cơ sở thuộc nhiều thể loại, đồng ca, hợp xướng, múa, chống hội, nghệ thuật sáng tạo, đơn ca, tốp ca, hoạt cảnh. Em tên là Nhung, đại diện cho đội Sa Phú Mãn tham gia tiết mục dân vũ Một Vòng Việt Nam Remix chào mừng ngày giải phóng thủ đô 70 năm. Thì hôm nay em được vinh dự được tham dự thì em cũng rất vui mừng. Tất cả mọi người tiết mục ai cũng đẹp và cũng xinh. Thì em chỉ mong tất cả mọi người có cuộc vui thật là vui và thật nhiều ý nghĩa. Hôm nay chúng con đến đây để tham gia tiết mục chống hội và múa cơ truyền thống. Cảm xúc của hôm nay chúng con đến đây là cảm thấy khá là tự hào vì là một phần của tiết mục này. Và chúng con rất là hy vọng huyện ủy có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa hơn nữa để chúng con có thể cống hiến hết mình và tham gia được nhiều các hoạt động hơn. Liên hoan cũng đa dạng về nội dung, phù hợp với chủ đề ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục ca ngợi thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo với những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, các sản phẩm văn hóa mới mang tính hiện đại, ca ngợi người Hà Nội thanh lịch văn minh. Các đội thi đã phô diễn kỹ thuật biểu diễn và khả năng thể hiện trên sân khấu của các diễn viên không chuyên khá điêu luyện đồng đều. Những điệu múa, lời ca, tiếng hát gần gũi để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Mặc dù thời gian của mỗi đơn vị dự thi không quá 15 phút, song hầu hết các xã đã xây dựng được một chương trình hoàn hảo với đủ 3 nội dung, biểu diễn chống hội kết hợp múa cờ hội truyền thống, biểu diễn một tiết mục tự chọn và biểu diễn đồng ca hợp xướng. Mỗi đơn vị đều thể hiện một màu sắc riêng, khai thác thế mạnh và bản sắc văn hóa truyền thống của đơn vị mình. Các tiết mục được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, dàn dựng công phu, ấn tượng, trang phục đẹp, huy động được sự tham gia của rất đông các hạt nhân văn nghệ quần chúng nòng cốt, những người yêu thích ca hát. Đặc biệt có những tiết mục huy động tới 80 diễn viên tham gia, khẳng định được sức hút từ phong trào văn hóa văn nghệ của cơ sở. Nếu như bên trong hội trường là không khí hào hùng sôi nổi bởi các tiết mục văn nghệ hùng tráng của hào khí Thăng Long, của tiếng chống hội rộn rã, của những chàng pháo tay cổ vũ, thì bên ngoài hội trường không khí cũng không kém phần tấp nập, khẩn trương của công tác chuẩn bị. Từ ngoài cổng của trung tâm, từng đoàn xe nối đuôi nhau đưa đón các diễn viên, cổ động viên và chuyển chở đạo cụ biểu diễn. Ngoài sảnh của hội trường cũng chật kín người, người thì tranh thủ ăn, người tranh thủ luyện tập, người lại bận bịu phục vụ cho cả đoàn, với mong muốn đoàn mình có phần dự thi chỉn chu và ấn tượng nhất.
Trong điều kiện kinh phí còn nhiều khó khăn, nhưng tiềm năng văn hóa văn nghệ của người dân Quốc Oai rất lớn. Họ khao khát, đam mê và luôn cháy hết mình với phong trào. Nếu được đầu tư tốt thì chắc chắn sẽ có màn trình diễn thăng hoa và rực rỡ trên sân khấu. Một điểm nhấn nữa của liên hoan năm nay là được tường thuật trực tiếp gần 6 tiếng trên fanpage của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện để lan tỏa tới toàn thể nhân dân trong huyện. Những ai không được xem trực tiếp sẽ được theo dõi trên truyền hình Quốc Oai. Tất cả những điều đó đã làm nên thành công rực rỡ của Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và 79 năm ngày Quốc Oai giành chính quyền. Tôi cũng đi xem rất là nhiều các cái chương trình rồi, nhưng cái chương trình lần này rất là tuyệt vời. Số lượng diễn viên đông và trang phục đẹp và tính hiện đại rất lớn và cũng có cái tính kế thừa rất tốt, bởi vì ví dụ như là có những cái lễ trống lễ hội rất là hoành tráng. Thế và nhân dân chúng tôi phấn khởi lắm và mong rằng là lãnh đạo càng ngày càng tổ chức nhiều những cái đợt như thế này để cho nhân dân được thực hiện. Hôm nay thì tôi cũng đến cổ vũ từ rất sớm để cổ vũ cho 21 xã thị trấn trên toàn huyện Quốc Oai. Qua buổi diễn thì tôi thấy là các đội của 21 xã thị trấn đã chuẩn bị rất công phu từ đạo cụ, trang phục và các ca khúc biểu diễn rất là hay và rất là có ý nghĩa. Thì cũng qua đây tôi cũng mong sao là Trung tâm Văn hóa huyện Quốc Oai cố gắng xây dựng nhiều và nhiều hơn nữa các chương trình văn nghệ và những cái buổi liên hoan quần chúng lớn hơn nữa để phục vụ cho nhân dân xã Đồng Quang nói riêng và nhân dân huyện Quốc Oai nói chung. Khép lại liên hoan nghệ thuật quần chúng, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung: biểu diễn chống hội kết hợp múa cờ hội truyền thống, tiết mục tự chọn và biểu diễn đồng ca hợp xướng. Đồng thời trao các giải tập thể gồm giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Nghĩa Hương, giải nhì toàn đoàn xã Thạch Thán, Tân Phú, giải ba toàn đoàn cho các xã Đồng Quang, Hòa Thạch, Tân Hòa và Phượng Cách. Rất vui là đơn vị xã Nghĩa Hương chúng tôi được giải nhất toàn đoàn. Đây là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân để chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới được tham gia một cái chương trình văn nghệ lại tổ chức quy mô và hoành tráng đến như vậy. Và đến với chương trình này, xã Thạch Thán đã huy động tới 70 diễn viên quần chúng và tham gia đầy đủ 3 tiết mục. Và chúng tôi đã được giải nhì toàn đoàn. Chúng tôi vô cùng cảm ơn trung tâm, ban tổ chức đã tổ chức một cái cuộc thi vô cùng ý nghĩa cho nhân dân trên địa bàn huyện Quốc Oai. Vượt ngoài khuôn khổ của một liên hoan, với niềm tự hào về truyền thống quê hương, các đơn vị đã và đang tiếp tục đưa tiếng chống hội ngân vang, đưa lời ca tiếng hát, điệu múa, khúc nhạc, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở, góp phần xây dựng phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng ngày càng phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.